mà không biết vẽ gì trơn ấy. Mấy cái mã này cái tạm mít vậy ta, thầy cái bộ này khi mà lên live thì sẽ có rồi, xong rồi cứ xả lên xả thôi. Hello nha, hello chị Trâm Mùi, hello chị Nguyễn Thảo nha, hello chị Trang Thùy, chị nào vô rồi chia sẻ lên luôn dùng nguyên nhá. Ở đâu vô tơ để bên này, tơ để bên này. Lên nha, vô trễ sang sale nhá. Với hiện tại mấy cái bao hàng lẻ nó xíu đi, bỏ lên nguyên sale luôn. Mấy cái bao hàng lẻ cho nó kìa. Để coi vô. Ba hai ký. Bánh ít nhiều thế thôi. Theo con cute sao không có áo khoác nỉ không đấy, đẹp khoác nỉ thì đang không có chị ơi, sao không thấy chốt đơn tắt vậy chị, tắt gì đấy ta, con cute đơn tắt bảy ở đâu cái chị, nó ở đâu ra vậy, tốt rồi len à, áo hết đi vàng chốt bữa chủ nhật chưa thấy gọi luôn. Ngô thì kêu Linh có hay không nữa chị ơi, có à, rồi ok, để nhà Nguyên chọn đi đơn luôn nha, để chia sẻ lên phát là chị em mình thôi, lên nha chị em mình vô rồi chia sẻ lên luôn dùng đi. Vô đi chiều mà cho coi tivi, vô phòng đi chơi đi, bài bằng ngồi vẽ đi xíu, chiều mà vô mà cho coi tivi nha. Thế tặng bông hoa mẹ đâu có cần đâu, mẹ đâu có lấy bông hoa đâu, cắt đây rồi chiều mẹ lấy bông hoa rồi nha. Tắt nữ tắt nam có, em mua set tắt bé trai có chị ơi, set tắt em còn ấy, tắt em còn nha. Tặng bông hoa lại, tặng bông hoa cho mẹ à, ok con vô phòng đi, bài bà ngồi vẽ đi, bà ngồi không biết vẽ. Trời ơi, cái cùi ớt cay lắm ấy. Không phải bông hoa hả? Không phải bông hoa đâu, cái cùi ớt cay lắm luôn ấy. Mẹ ăn thử đi. Tôi vừa cay lắm, sợ lắm. Mẹ con bích bông hoa cho mẹ mà. Cay lắm, mẹ không thích. Rồi lên nha. Hello chị Sương Ca, hello chị Thùy Thuận, Thùy Thuận này. Mời vô phòng, mời bạn Nhiếp vô phòng, nhanh lên. Nhanh cho mẹ làm việc. Mời bạn Nhiếm vô phòng. Mời bạn Nhiếm vô phòng. Công chuyện đề quá. Hả? Làm công chuyện mệt rồi, lên nha. Xeo. Ủa chị này có đơn hay sao lại... Ngày xưa còn một làng công chúa tên là Bạch Tuyết. Hello chị Sương Thu. Ủa cái này hôm bữa bán tặng rồi mà ta đang chuyển còn lại. Cái này nó bị nhem xíu nè. Cái này á là trong cái đơn hàng hoàng nhưng mà cái này nó bị ẩm xíu vậy em mà nè. Nó hơi bị nhem màu xíu chỗ này. Đây chị em mình thấy rõ không? Cái này Nguyên kèm tặng cho chị nào đang có đơn nhé. Cái này chị em mình mang ở nhà thì vô tư. Con này chắc đẹp. Lên luôn dùng mã này là mã không đồng. Comment mã không đồng luôn dùng Nguyên nhé. Cưa lên nhanh cho chị em mình thôi. Nhiều mã hàng sale. Sale hàng lẻ. Tấm hết hàng lẻ sale nó luôn chị em mình luôn trên live luôn. Lên cả hàng bé.
cả đồ hài cho bé, cả đồ đông cho bé. Lên luôn dùng mã này là mã không đồng. Comment mã tặng không đồng luôn dùng nguyên nhé. Đây này, lên mã không đồng luôn dùng nguyên này. Chốt mã không đồng nhé. Cả bộ này, bộ này đang sale bao nhiêu tiền? Không chỉ Đào Thị Luyện. Đào Thị Luyện. Rồi lên luôn dùng nguyên cái mã này. Bộ này có vấn đề gì không? Sao lại xả hay là hàng xả? Bộ này chỉ là hàng xả thôi đúng không? Xíu chỗ nào một tím à? Là có vấn đề xíu đúng không? Mà giờ chưa phát hiện được. Tóm lại là chưa phát hiện được. Không đồng. Cái này chưa phát hiện được ở chỗ nào. Không biết phải con này hay không. Nha. Cái này đang sale bao nhiêu tiền ta? Ở chỗ nào ta? Đâu có cái vấn đề gì đâu. Không biết nha. Về chị nào phát hiện ra thì phát hiện, chứ giờ con chưa thấy luôn. Hay là bộ khác. Tay 62 đổ về tặng 39 luôn. Nguyên bộ nha. Không biết cái bộ này tặng 39 luôn. Chị nào nhanh có. Tặng 39k nha. Tặng 39k. Cái này không biết là bị đây này, đây bộ gắm nữa nè. Dồn lại nè. Hôm thì không có hàng lên này. Đây nè. Cứ xả ra thôi. Lên luôn dùng nguyên mã tặng 39.000 bộ. Chị nào về phát hiện ra gì, phát hiện chứ giờ mới không thấy được cái gì hết chị Trang Thùy. Giờ hiện tại là không thấy được cái gì hết. Tặng 39k luôn. Cái này một cặp này. Ôi cha, mất cái dây rồi. Một cặp này size gì đây? Size 38. Cái này rất là đẹp luôn dẻo mình nhá. Cái này dòng xịn ấy. Phải rất là sướng. Size 38 nhá. Một cặp này. Hàng này hàng đang sale bao nhiêu tiền ta? 65.000. 65.000. Một cặp. Lên luôn dưỡng mã tặng 39.000. Một cặp size 38 nhá dẻ mình. 39.000. Nó thật sự là 39.000 dẻ mình không mua được con áo ngực đâu. Nguyên một cặp nè, vừa một chiếc nè, vừa một áo ngực nè. Size 38 vậy mà nó dòng này dòng hàng xịn đẹp ấy. Lên luôn những mã 39k cặp. 39k cặp nhá. Chị nào lấy cặp size 38 39k. Những cái con này mà còn xả ra chả biết mua con gì. Lên luôn những mã cặp 39 luôn dùng nguyên nhá. Chốt lên cặp 39. Chị nào lấy cặp 39 lên cặp 39 luôn dùng nguyên nhá. Cặp 39. Lên rõ mã cho em nha. Size 16, 17. Con này đang size 95 đúng không? Nhưng đây chị mình con này 79k size 16, 17. Cặp nha, chị nào lên rõ mã luôn dùng nguyên cặp 39 chị cho Hoa Nguyễn nha, rõ mã chứ còn không rõ mã không biết chốt đơn. Toàn bộ chị em mình khách cũ khách mới lên đơn kèm luôn dùng nguyên cái số điện thoại, kèm cái số điện thoại trên like luôn dùm em nha. Tặng bé size 16, 17 à, 17, 18 size 17, 18 79k luôn. Con này hàng Kidmoon nè nha, 79k. Con này hàng đang size 95. Chốt mã tặng bé 79. Comment mã tặng bé 79. Chị nào lấy tặng bé 79 lên tặng bé 79k luôn dùng nguyên. Tặng bé 79. Cặp cũng hết rồi. Em ơi có bộ nỉ có. Ê, từ từ. Bộ nỉ lớn hay nỉ bé? Rồi con quần công sở size cho dạy em mình 52 đổ về. 52 đổ về. Khi mà hàng xả ra là nguyên bán cho dạy em mình nó giá đau đau luôn. Nha, chốt lên luôn những mã tặng công sở 59k nốt luôn. Size 52 đổ về nhá. Chốt mã tặng công sở nguyên. Đi nhanh luôn. Đi nhanh nhá. Chốt mã tặng công sở. Con nè. Con này tặng nốt 29k luôn. Bé em có size nhỏ. Bộ 39 em hết rồi chị ơi. Bộ 39 hết nha. Con này tặng 29k luôn. Con này đẹp. Để ý luôn dùng nguyên con này là mang thụng ấy. Mang thụng chị em có thể mang thêm cáo bà ra ở trong cũng được nha. Cái này mix với quần legging. Cái này là dạng len mông. 29k len mông. 29 len mông. Chị nào lấy len mông lên len mông. Không biết là con tặng bố này bị cái vấn đề gì vậy mà cứ đi qua đi về, đi qua đi về. Đây này bao nhiêu người chốt không được, size 65, 68. Size 65, 68, chốt cho chị nào chia sẻ thôi. 30kg em đang không nhá. Tặng 29 chốt cho chị nào chia sẻ. Rồi nhá, tiếp luôn dùng nguyên con này. Comment mã này là mã bố luôn dùng nguyên nhá. Cho chị Phao Lê Thị. Phao Lê Thị con 29k này. Phao Lê Thị này. Lên luôn dùng mã bố, con này đang sale 125 đúng không? 125. Lên luôn dùng mã 115 ai nhanh có. Bố này bố 3 lớp, 115, size 65, 68. Con này quá đẹp luôn. Con này là hãng 3 lớp nha. Lên mã 3 lớp luôn dùng nguyên 115.000. Chốt mã áo bố. Nè, lúc thì người ta bao nhiêu chị chốt không được cái mã này. Size 2XL, con này quá xịn nhá. 115 luôn. Chị nào lấy mã này lên mã bố 115. Comment mã bố 115. 115, đây con áo nam. Size M. Hàng này hàng hãng nhá. Hàng hãng, size L chứ không phải size M.
Rồi nhá, lên luôn dưỡng mã bố. Đó là bố 115.000 đấy. Chị chốt cho chị nào đang có logo người chia sẻ nha. Toàn bộ hàng xã, hàng tặng, chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Chị nào không chia sẻ bỏ qua. À, cho em cọc áo thun ở ngoài nữa chị. Mã này em lên bán tặng 39k luôn, 39k nốt luôn. Rồi nhá, con này đang đi chị em mình 75.000. Size này là size 57-60 đổ về là chốt đẹp nha. Chị Mata Maria, em hàng gì em sale em xả em chốt cho những chị nào hiện đang có logo người chia sẻ thôi. Và toàn bộ chị nào có đơn lên kèm thông tin nhé. Không có thông tin em không chốt nha. Lên 29k mà không có thông tin. Rồi lên luôn dưỡng này. Áo nam nhé. Cái nào đang sale là 75k. Đây luôn chị em mình là 60. À, đúng không ta? 85k chứ. Cái này đang sale 85. Quên đi chị em mình là 70k. 70k luôn dùng nguyên nhé. Size M. 70k size M. Chị nào lấy 70k size M chốt lên luôn dùng nguyên này. 70k size M. Cái này mua được cái xong xả. Cái này hôm bữa bán tặng 29k đúng không? Lên luôn những mã cánh tiên đi. Cánh tiên á, chốt mã cánh tiên 20k luôn. 65, 68 chợ. Cánh tiên nha. Cái này là dặn miếng gắn ngực. Cái này chị em mình đi mang áo mà dặn áo áo hở lưng các kiểu ấy. Nha, lên chốt mã cánh tiên 20k nốt luôn. Cánh tiên đen mờ chị Diệu Hồ. Và chợ 65, 68 với chị Nguyễn Thảo ơi. Nha, lên luôn những mã cánh tiên 20. Chị nào lấy cánh tiên 20. Rồi chip bi này không còn giá sale nữa luôn. Lên mã 59k luôn dùng nguyên. Comment mã tặng chip bi nhá. Chip bi này 60-62 đổ về chị em mang ok. 60-62 nha. Lên luôn dùng nguyên chị Mỹ Hạnh Hồ không chia sẻ. Nhiều chị mua hàng sale mà cứ hai coi like mà mua hàng sale cho chị chia sẻ. Lên mã này 59k. Chấm bi nhá. Chấm bi xây 62 đổ về. À, chip bi cho chị Trang Thùy. Chip bi Trang Thùy. Chiếc bi cho Trang Thùy. Đây Hiền ơi. Cái chị gì hồi nãy? Chị gì hồi nãy? Hàng này hàng chốt rồi hết mà ta. Hàng này toàn hàng chốt rồi. Không gọng. Động gì? Lên cho dễ mình mã này. Mã áo Nguyên đang mang thứ có rất là ít nha. Bán tặng luôn cho dễ mình luôn. Rồi màu Nguyên đang mang trước. Có từng này con thôi. Có từng này con thôi. Nên là chị em mình nhanh tay nhá. Có 3 con, 4 con cả Nguyên đang mang nữa là hết. Con này quá đẹp, chắc đẹp lắm luôn. Đi rồi chị ơi em. Toàn bộ hàng nhà Nguyên chốt xong. Đơn là đẩy đơn đi hết nha. Không có giữ đơn nha. Trời ơi. Áo ngực để chị cặp 36 à. Ok, chào em xíu. Con này chị em mình. Form này chị em mình yên tâm, 62kg mang vô tư luôn dùng nguyên. Form dài nhá. Gần như là phủ mông giáo quần luôn rồi. Gần như là phủ mông nhá, bi nguyên hết rồi. Gần như là phủ mông nha chị em mình ơi. Đấy, cái này chị em mình mít cái gì cũng đẹp. Mít dặn ngố cũng đẹp. Dặn sách ngố cũng đẹp. Nguyên còn 3 con thôi. 3 con, cả Nguyên đang mang nữa là 4 con. Lên luôn dùng mã này là mã 39k bán tặng luôn. 39k nhá. 39k có 3 con thôi, hàng chắc đẹp lắm luôn. Tặng 39. Tặng 39 luôn dùng nguyên nhá. 4 con tặng 39, chị nào lấy cái mã này lên nhanh tay. Tặng 39k. Cái hồi nãy Huyền lôi cái hàng xúc nó còn không? Đi tìm cho chị nó còn ở đâu không? Nguyên nhớ còn thùng mà không biết ở đâu. Tặng 39k, chốt cho chị nào chia sẻ nhá. Có 3 con. Chị Ngăn Nho Khương lên thông tin cho em này. Ngăn Nho Khương chưa có thông tin đúng không? Lên thông tin cho em. Hả? Thích cũ à? Ok. Rồi nhá, lên mã tặng 39k chị Dương Thùy không chia sẻ. Em chị chốt cho những chị nào đang có logo nghỉ sẻ. Hàng này chị em mình bèo nhất là mua 70.000, 80.000 con. Giá này là giá bán tặng, chốt lên cho chị nào chia sẻ nhá. Chị nào lấy mã này lên mã 39k luôn dùng nguyên. Ok chị ơi, lên cả địa chỉ trên like dùng nguyên nha. Toàn bộ khách mới khách cũ có đơn, kèm cả thông tin luôn trên like luôn dùng nguyên. Cái gì cái này đây? Toàn bộ cái đóng này đóng xả à. Kéo qua dùng nguyên đi, kéo qua dùng nguyên đi. Lên mã cặp 38 nè. Hồi nãy bán tặng bao nhiêu tiền? Tặng 39 luôn. Size 38 nha. Riêng một cái quần và một cái áo nè. Con này chắc quá xịn nha. Size 38 nha chị em mình ơi. Lên luôn những mã cặp. Size 38, 39k. Lên cặp luôn dùng nguyên nha. Ok chị ơi. Ok nhá, cô Thu chia sẻ. Ok chị Ngăn Nho Khương.
lên mã cặp, chốt mã cặp luôn dùng nguyên nhé, chị nào lấy cặp lên cặp luôn dùng nguyên. Cặp gió nam em có chưa? Ui bộ, bộ này xây mờ, treo cái sổ nó lên này. Treo cái sổ nó lên này. Cặp cho chị Nguyễn Thoa, bộ này size 55 đổ về là chị em mình chốt đẹp xây mờ. Bộ này quá đẹp, ai nhanh có này. Chắc có tông tàu nhé, cặp em hết nha. Có tông tàu. Bộ này đang sale 79, đi luôn cho em mình mã này tặng 59. Tặng 59 ai nhanh có, tặng 59k nhé. Chị nào lấy tặng 59 lên tặng 59k luôn dùng nguyên. Rồi bộ nam toàn bộ size M. Toàn bộ là size M. Cặp em hết nha. Cặp cũng có cặp thôi. Size M này, size M này, size L này. Tặng nó cho chị em mình cái bộ này luôn, bộ nam nhé. Tặng 49k luôn. Lên mã 49k bộ nam, size M luôn dùng nguyên. Size này 60 cái vẫn mau ok. 60 vẫn mau ok, tôi chốt đi 57 thôi nhé. Cặp nguyên hết rồi nhá, lên luôn dùng mã này. Ôi view kém thế ta, không lên nổi 100 view thế ta. Like trẻ à? Ôi giời ơi, 49k luôn. Thế thì lại xả hàng lẻ nhá. Em không nhá, chị Nhung Mai ơi. Ôi trời ơi. Tặng 49k xây M. Xây M nhá. Xây L có không ta? Xây L cho chị Nguyễn Thoa này. Xây L chị Nguyễn Thoa này, 49k này. Hai bộ xây L. Còn một bộ size L nữa. Ba bộ size L. Size L là đến 60-62 nhé. 49k gọn luôn. Hai bộ size M. Chị nào lấy cái này lên mã bộ nam luôn dùng nguyên nhé. Kèm size luôn dùng nguyên. M cho Trinh Trinh. M cho Trinh Trinh. Rồi còn hai bộ size L. Một bộ size M. M cho chị Ngăn Nho Khương. Ngăn Nho Khương. Size L cho chị Lê Thùy. Chị Nguyễn Lý không chia sẻ. Lê Thùy. Rồi còn một bộ CL nữa là hết. Còn bộ CL cho heo con của ta. Heo con của ta nữa hết. Không có 65kg vậy. Heo con của ta nữa là hết. Cái gì hàng xe hàng xã nguyên chị chốt cho chị nào logo người chia sẻ thôi nha. Còn ai không chia sẻ bỏ qua. Chị Nguyễn Lấy không chia sẻ. Cái nào xe nhỏ thôi nè. Tay chị em mình tầm 50 đổ về chị em chốt ok. 50 đổ về thôi. Hai bộ ML hết rồi. Không có đủ hai bộ hết rồi chị ơi. Chị Lê Thùy có rồi. Nha con này bán tặng luôn chị em mình 49k xe nhỏ thôi. Chị không chia sẻ, không chốt nha. Vì em bán xe bán tặng chị chốt cho ai chia sẻ thôi. Nên mã quần 49 con này là mì hàng. Mì hàng nhưng mà dưới 50 thôi. Chị nào nhỏ con tranh thủ phát con này luôn. Mì hàng nhá, mì ngố. Mì hàng tặng 49. Size dưới 50 là trẻ mình chốt đẹp. Lên mã mì hàng, đây còn bộ màu cam nữa này. Đây còn bộ màu cam này. Lên mã cam luôn dùng nguyên size 55. Size 55. Quần 49 cho chị cho Trinh Trinh, 49 cho Trinh Trinh. 49 cam, size 55 luôn dùng nguyên. Ủa này rất đẹp lắm. Lên mã cam, size L. Ái gì, cái bộ này bị đời ơi, bị ấm. Cái tát này, tai hại chưa nè. Bộ này lên luôn dùng nguyên. Ôi cái áo này. Tặng 20 đi. Tặng 20 cái áo này về dùng được, dùng còn không. Mua nó riêng cái quần này hơn 20k rồi. Nha, lên luôn dùng mã 20. Chị nào ok chút. Bị cái tát nó bị ẩm á chị em mình nè. Nhưng mà cái 20k thì không mua ra được cái quần rồi. Cái áo về dùng được thì dùng nhá. Lên luôn dùng mã tặng 20 luôn dùng nguyên. Tặng 20 nhá. Tặng 20 cho ok. Trinh Trinh ok không bỏ vô còn không chút cho người khác nhá. Ok cho Trinh Trinh. Cho Trinh Trinh lên đơn trước. Trinh Trinh lên đơn trước. Cái chiếc xu này mà còn xả ra nữa trời. Chiếc xu này mà còn xả ra nữa. 145.000. Size này 52-53 đổ về. Con này xu xịn luôn. Con nào mà chị nào về mà nhận hàng con này về chê thì chả biết mua con gì luôn. Lên luôn dùng cái này nhá. Lên luôn dùng mã su xịn gần như là 10 con. Cái này đang xe 145, Tết này đi chị em là 135.000. 135.000 su xịn. Chị nào lấy su xịn chút lên su xịn dùng nguyên nè. Su xịn một xét. Su xịn một xét. Rồi nhá, lên luôn dùng mã này 89k. Size này 65 đổ về. 62 đi. Không chị ơi, dặn kiểu gì mà dặn lên trên live chốt được cái gì chốt thôi, giờ mà bảo dặn trước làm sao em nhớ được. Bao nhiêu khách làm sao nhớ được, chị cứ lên live chốt được cái gì thì chốt thôi. Rồi nha, size này 60. Xu xịn cho chị Phạm Thị Ly. À Phạm Thị Ly không chia sẻ. Không chia sẻ. 20 em hết. Lên luôn dùng mã này là mã 89. Hàng gì mà hàng nguyên xe nguyên xã chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Lên mã 89 luôn dùng nguyên nhá. Chị nào lấy mã 89 lên mã 89. Chốt mã 89 luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Trời ơi lại là thun thái. Con này đi 45k đi. Tâm thủy cho Mata Maria. Hôm này 62-65 vô tư luôn.
bằng 45, thun Thái nhé. 62 đổ về, 62 đổ về nhé. Comment mã này là mã Thái 45, Thái 45 dùng nguyên, Thái 45 dùng nguyên nhé. Chị nào lấy con, còn con áo nam này nè, 98.000, 98.000 nhé. Size 65 đổ về, chốt mã áo nam 98, con này chắc đẹp lắm nè. Size 65 đổ về nha, 45 chị Susan Nguyễn không chia sẻ. Ok chị Mata Maria rồi. Lụa hết. Áo ngực còn, áo ngực còn. Bộ thể thao còn size 2X, không có size 2X chị ơi. Lên mã này là mã 98, con này chắc đẹp lắm nè. 65 đổ về nhá. Ở trong của nó toàn bộ là lót nỉ dài. Chốt mã 98, chị nào lấy mã 98 lên mã 98 luôn dùng đi. Chứ hết mấy cái hàng hàng lẻ hàng xã bên kia cho. Ôi hồi sáng chị nào hỏi cái này nè. Chị nào hỏi cái set này nè. Hết sạch xanh xanh, chả còn sót luôn chị em mình. Trừ khi hàng xã hàng bom thôi. Trừ khi hàng xã hàng bom. Áo ngực từ từ chị ơi. Mình còn một mã ngực thông hơi phải không? Trong đó còn mã ngực thông hơi để xíu lên luôn. Rồi nhá, lên luôn dùng mã 75.000 năm con. Năm con chip gen luôn dùng nguyên nhá, 75.000, size là 62 kg vô tư mang được nha. Lên luôn dùng mã này, mã chip gen. 75.000. Chị nào lấy gen 75 lên gen 75 luôn dùng nguyên nhá. Toàn bộ cái này là nguyên xã hết. Gen 75. Trời ơi, cái này ai nhanh có. Có chị Tám Phượng ơi, chị đặt thì chị qua lấy đi, tranh thủ qua lấy luôn giùm em nhé. Gen cho chị Mỹ Hạnh Hồ. Mỹ Hạnh Hồ 75k. Rồi lên luôn dùng nguyên con này. Con này, ống bo. Chưa thấy đâu chị Hoàng lên đâu. Hiện tại chưa thấy nha. Chưa thấy đâu. Tiếp luôn dùng nguyên con này. 69k và size 55 đổ về. Con này đẹp lắm. Con này da cá tàu, quần ống bo. Giờ tìm con này không ra đâu chị em mình ơi. Theo toàn bộ nha. 69k nhá. Chốt mã 69 luôn dùng nguyên. Chị nào lấy mã 69 lên mã 69 luôn dùng nguyên nhá. Comment mã 69 luôn dùng nguyên. Tiếp nam. Tiếp nam. Áo len lông thỏ sơ sinh. Hồi tối còn đó chị Thương Linh ơi. Còn nhá. Còn còn nha. 69 chị Thanh Thủy không chia sẻ. Chia sẻ lên luôn dùm em đã. Comment mã này là mã chip xịn. Cái này của nam nha chị em mình ơi. Xây mờ. Xây 55 đổ về là chút đẹp. Cái này cũng quá xịn luôn. Lên luôn dùng mã chip nam. 39k luôn hai con. Chip nam xây mờ. Con này xịn nè. Lên luôn dùng mã chip nam xây mờ. 39k chị nào lấy chip nam. Lên chip nam luôn dùng nguyên nhé. Chip nam, chip nam. Đây còn cặp ngực này. Đây còn cặp ngực bỏ ra bên đó là 38 nè. 38 bỏ riêng ra nè. Chị nào lấy chip nam lên mã chip nam luôn dùng nguyên nha. Comment lên chip nam. Ôi trời ơi. Con này đang sale 49 nè. Chip nam thì Khánh Trang. Khánh Trang. Rồi nhá. Có bé, bé từ từ mình soạn sau. Từ từ soạn sau nhé. Chip nam 39k luôn. Size này dành cho những chị em mình. 62 đổ về tặng 39 luôn dùng nguyên. Comment mã này là mã tặng 39 này có con. Cái này cho chị Mỹ Hành Hồ chưa Nguyễn? Chốt đi. Này cái quần này. À không phải. Này là chip. Quần 69 hồi nãy ai chưa hề. Nhưng mà không chia sẻ đúng không? Chị nào quần 69 nhưng mà không chia sẻ đúng không? Thanh Thủy không chia sẻ. Thanh Thủy không chia sẻ. Chip nam em hết rồi. Quần dài u mì. Có quần u dài u mì có ít. Có xe nhỏ thôi. Bà chín là cái áo đúng không? Thế. Ờ quần à, 39 là cái áo. 39 là cái áo. Rồi chín dung lâm. Lại bộ. Lại bộ. Bộ ngố. Sao trẻ mà 52 đổ về. Tặng 45k luôn. Ok nhá. Tại vì chắc là còn ít ấy, nên là chưa chốt ấy chợ. Chưa chốt ấy. Tôi xịn hết rồi. Lên luôn dưỡng mã này, mã tặng 45 và size 52. Bộ này còn xả nơi thôi luôn. Nha size 52, chị nào lấy mã bộ lên bộ luôn dùng nhé. Size 52 đổ về là dễ mình chốt đẹp. 52 đổ về nhé. Như Hà. Đây mới đây chị... bộ đúng không ta? Chú xịn cho chị Như Hà. Cùng nam. Bộ cho chị Như Hà. Rồi lên luôn dưỡng mã công sở. Công sở luôn dùng nguyên nhé, size L. Size 52 đổ về. Tặng 49k luôn. Tặng 49, trưa nay tranh thủ xả hàng lẻ nhé. Vết lên hàng bé chị em mình ơi. Còn bộ còn đồ tối lên sau. Nha, trưa thì xả tranh thủ lên hàng lẻ vì chưa có người soạn hàng. Chứ hồi nãy 135, bộ nãy bộ 45. Bộ 45. Comment mã công sở con này chị em mình không mua hư phí nha. Viên con này mà bán tặng giá này chị em mình không mua hư phí. Tặng công sở size 52. Mới hồi nãy nó bao nhiêu tiền ta?
Chút mà công sở luôn dùng nguyên nhá. Chị nào lấy công sở lên công sở luôn dùng nguyên. Trời ơi, áo hot đi. Con này bữa đi sale trẻ mình 59k nha. Bữa đây trẻ mình 49k luôn. Size 62. Lên mã hot đi. Lên hot đi luôn dùng nguyên nhá. Chị nào lấy hot đi lên hot đi luôn dùng nguyên. Quần nam. Quần nam, quần nam đang còn 2 cái. Quần này là quần 85. Không chia sẻ. Cái gì hàng sale hàng xả chưa nay em chỉ chốt cho những chị nào chia sẻ thôi. Còn chị nào không chia sẻ bỏ qua nha. Quần nam luôn dùng nguyên nè. Cái này sai ở đâu không thấy ta. Đi không chia sẻ. Không chia sẻ không chốt nha. Em nói trước những cái mã này ai không chia sẻ em không chốt nha. Vì hàng xả hàng bom chị chốt cho những chị nào đang có logo người chia sẻ thôi. Ai không chia sẻ bỏ qua. Giá là giá bán tặng rồi. Quần Tomboy nè. Tomboy có con. Tomboy nặng có con. Size M. Size M, size 50 đổ về. Tomboy giờ không có hàng bán nè. Đấy, bóc bóc xếp cho nguyên qua bên này đi. Lên luôn dụng mặt Tomboy nha. Bán tặng cho dạ mình con này luôn. 65k. Tomboy giờ nhập hàng không có nè. 65k nó. Chị nào lấy Tomboy lên Tomboy. Tomboy nha. Thôi chị ơi, cái gì ấy trừ ra đi chị. Em không biết cái hàng gì để mà đổi đâu. Cái này hàng gì mà nó lẽ ra có cái quần vậy trời. Sai cho bé đi. Tặng 10k. Tặng 10k đi. Sai này dành cho bé. Mình mang cũng được luôn. 45 đổ về. Chút mã tặng 10k đi. Comment mã tặng 10k. Thôi trừ tiền ra đi chị ơi. Giờ em chả biết hàng gì để đổi đâu. Trừ tiền ra cho nó khỏe. Trời ơi. Con này nó quá xịn này. 10k thì Mata Magia. Tương tác lên đi dẻ mình thôi. Thấy đứng đơ đơ thế này buồn ý ghê không. Con này ai nhanh có nè. Con này quá xịn nè. Xoay 55 đổ về. Màu lại đẹp. Mã này mã 115. Hàng này hàng đi sỉ vô là 150.000. Lên mã 115 dùng nguyên nhá. Chị nào lấy mã 115 lên mã 115 luôn dùng nguyên. Con này đẹp lắm chị em mình. 55 đổ về. Là chị em mình chốt đẹp. Con này lên chung mã này là mã U mì hàng. Đây quần U mì hàng đây. Size 52. Lên mã 69. 10k hết rồi. Nha size 52 lên mã 69. Chị nào lấy mã 5. Ui áo nam. Áo nam. Áo gió em đang mang là 115.000. Nè 63.000 nốt luôn. Size 55-57. Con này là hàng hàng hãng dùng nguyên nhá. Con này hàng hãng có cái thôi. Toàn bộ cái này còn lẻ tẻ bán tặng hết luôn. Như vậy mình cho nó gọn. Lên luôn dùng mã thái theo. Size 55-57. Lửng lửng như này nè. Lửng lửng nha. 69 nè. 69 nha chị Nhung Mai nè. Bỏ chị Nhung Mai nè. Comment lên luôn dùng mã này. Áo nam cho Nhung Lâm nè. Cho Nhung Lâm nè. Nhung 563 luôn. Nhung 563. Lên luôn những mã tặng Thái 39k luôn. Tặng Thái 39. Áo nam em hết. Áo nam em hết nhá. Ôi con này còn con. Quần legging. Legging hoa cúc. Size 52 đổ về. Con này đang sale 55k. Lên mã 45k luôn. Hết rồi. Cái này rớt lại cái thôi. Quần legging hoa cúc 45 và size 52 đổ về. Lên mã legging hoa cúc luôn dùng nguyên nhá. Quần dạ nhung size 52. 69k luôn. Những con này chắc đẹp lắm. Giờ cũng không có hàng bán đâu. Lẻ tẻ linh tinh lại thôi. Nha chị nào lấy mã hoa cúc lên hoa cúc. Và chị nào lấy mì quần dạ nhung lên quần dạ nhung luôn dùng nguyên. Quần nam size 65 đổ về. Áo đang mang 115.000. Size 65 đổ về. Quần nam giúp nguyên nhá. Chút mã quần nam. Cái này đang đi đây nó luôn dễ mình con này 59k đi quần nam. Toàn bộ hàng xả thôi chứ còn bình thường không bán giá này nhé. Quần cho bé. Quần cho bé size 30-32 đổ về lên mã 55k. Con này chất đẹp lắm. 115 cho chị Đoàn Dung. Con đang mang. Lên thông tin cho em nhé. Đoàn Dung. Lên thông tin cho em nhé. Chị Nguyễn Lý em nói rồi không chia sẻ không chốt những cái mã hàng xả. Hết rồi nha. Hết rồi nha. Quần nam chị theo con cute 59. Quần bé chị Thư Kim không chia sẻ. Comment lên luôn những này. Mã này lên luôn cho mã tặng. Cái này là váy sung ấy, dạng váy sung ấy. Tặng 15k đi. Dạng váy sung con này chắc đẹp này.
Váy sung tặng 15. Chị nào lấy váy sung? Đây 1, 2 con, 3 con. Đấy, 55 mà chốt cho ai chia sẻ cho chị Xuân Thu. Cho chị Xuân Thu. Quần 55. Quần 55, chốt mã tặng 15 luôn. Cái này là dặn mang bẹp vai xuống cũng được nha, hoặc là mang lên như thế này cũng được. Tặng 15 dùng nguyên á, tặng 15 cho chị Hoa Nguyễn Cái. Lên thông tin cho em nhé. Hoa Nguyễn Cái, Nguyễn Thoa Cái, Nguyễn Thoa Cái. Comment lên luôn dùng cái này có lỗi không ta? Không lỗi đúng không? Áo này không lỗi đúng không? Size 70. Size 70 hàng Manta luôn. Hàng Manta nhá. Size 70 75 là mang ok. Con này đây luôn cho em mình. Đây luôn cho em mình con này tặng 49k đi. Đâu lại tải được con. Tặng 49k luôn. Nha, 15 con Huyền. Hai con. Có hai con chứ mấy. Lên mã 15. Chị nào lấy mã 15 lên mã 15 luôn dùng đi. Đây còn hai. Áo lộn lộn 49, 15 em hết rồi. Con này xịn nè. Giờ người ta mới up lên con này mà toàn người ta bán 79.000 hết. 79 với 85.000 hết. Ở trong của nó toàn bộ lót nhung, cái này còn một cặp này. Ở trong còn lót nhung nhá. Lên mã 90k hai con luôn. Đi cho nó gọn như vậy mà nó. Đi nhập không bao giờ ra được giá này nha. Đi nhập không bao giờ ra được giá này. Ở trong lót nhung lên luôn dùng mã dây 90k. Hẳn hai con nhá. Con này đẹp lắm. Con này chắc sướng lắm này. Lên mã 90k hai con. Chị nào lấy mã 90 lên mã 90 luôn dùng nguyên hai con nhá. 49 cho chị Như Hà. 49 áo nam chị Như Hà. Ok chị Như Hà. Rồi nhá, chị nào lấy mã 90.000 hẳn là hai con nhá. 90.000 là hẳn là hai con nha chị em ơi. Ôi trời ơi. Lên mã tặng trơn. Tặng trơn. Hai con chị Võ Thắm. Con này sỉ lẻ ngang nhau vì em đã xả rồi. 90k hai con. Lên luôn dùng mã tặng trơn. 39k luôn dùng nguyên. 39 nhá, tặng trơn 39. Chị nào lấy tặng trơn 39 chút lên luôn dùng nguyên. Cái này á, cái này còn một cái này, 55k. 55k. Trơn cho chị Nhung Mai 39. Con này đẹp lắm nè. Chút lên luôn dùng mã này là mã nách. Một con, 39k nách. Chị nào lấy nách luôn dùng nguyên. Nó lộn lộn, nách 55k. Nách 55k nhá. Hàng xã, hàng bom em chỉ chốt cho những chị nào chia sẻ thôi. Không chia sẻ. Ai không chia sẻ bỏ qua nhé. Mã chìm hết rồi. Con này 55k nha. Lên luôn dùng mã lên 55. Ui, bo rip nhá. Màu lại đẹp nữa nè. Màu lại đẹp nữa nè. Lên mã 49k luôn dùng nguyên. Bo rip nha chị em mình ơi. Nè, 55 đổ về là chị em mình chút đẹp con này. Lên luôn dùng mã này là mã 49. Bo rip 49. Chị nào lấy bo rip 49 lên luôn dùng nguyên. Bo rip 49k nhá. Còn bộ giá này giá xả giá tặng hết ấy. Ôi trời ơi. Size 62 đổ về. Bộ này ai nhanh có này. Giờ mà đi tìm cái bộ này hơi bị khó. Nhầm, 60 đổ về thôi. Con này size 60 đổ về thôi. Nguyên bộ nha. Bộ này đang sale vậy em 125.000. Comment mã này là mã 105 luôn. Cái phôn của nó chị em mình để ý. Con áo của nó là phôn lửng lửng như thế này. Chốt mã 100. Chị nào nhanh có. Comment mã 100 luôn dùng nguyên bộ này. Chị nào nhanh có này. 100 có một bộ thôi. Đem luôn dùng mã quần 29. Xây mờ. Xây 52 đổ về. Quần 29 luôn dùng nguyên. Quần này giờ đi nhập cũng ra được. Quần 29. Lên luôn dùng nguyên. Chốt luôn dùng nguyên. Mã này là mã công sở. Xây dạy em 55. Cầm như chị Vành Nho Khương. Bỏ dưới đâu gì. Em không có đó chị Lê Thì. Có gì chốt trên like luôn cho em nhé. Chị bảo dặn trước em không ấy được đâu. Bao nhiêu khách làm sao nhớ được. Con này ai nhanh có nè. Cái này chuẩn là mì đây đỏ. Hàng này hàng nguyên đặc mai. Chắc sướng lắm luôn. Nè. Lên luôn dưỡng mã này, mã công sở 69k nát luôn đi. Con này ai không mua được tiếp. Thực sự luôn mua thử con này. Cái này chị em mình mua bèo bèo. Người ta sẽ bán rẻ mình 150. 29 cho con không chị. 29 cho chị An Lê. 29 cho An Lê. Lên luôn dưỡng mã này là mã công sở 69. Con này cũng quá xịn. Chị nào lấy cái này lên mã công sở 69. Xây 55 đổ về chị em chút đẹp. Và hàng đó là hàng mì đay đỏ. Hàng mì đay đỏ công sở cho chị Đào Thị Liện 69. Mì đây đỏ nó là toàn bộ giờ người ta bán tiền trăm hết. Giá này là còn cái nguyên bán xả cho nó gọn thôi. Rồi lên luôn những mã tặng sung CS. Tặng sung CS. Từ cái mai cái chằng cái đèo luôn. Giá này không bao giờ đi nhập ra được. 55 cái đổ về chị ơi. Ố thế chị em mình nghe rõ cái số ký xong chốt chứ sao chốt xong rồi giờ hỏi lại. Rồi lỡ không vừa rồi lại xả ra. Tặng sung luôn dùng nguyên 39. Size S, size 52 đổ về. Size S, size 52 đổ về là chốt đẹp lên luôn dùng mã tặng sung. Chốt mã tặng sung áo nam nè.
áo nam size 60, con này hàng xúc, lên mã tặng 35. Tặng 35 size 60 nhé. Chốt mã tặng 35 size 60. Phải hỏi số ký trước xong chốt đơn sau nhé. Chứ lỡ không vừa lại xả ra. Comment mã này mã tặng quần gió. Tặng quần gió. Size S luôn. Cái này đang sale 55, bán tặng chị em mình con là 45k luôn, ống bo. Size S luôn quần gió nha, chị nào lấy quần gió lên quần gió. Còn một con 29k. Size S, size 52. 35 cho chị nào. Cho chị Lợi Hồ Thị. 35 Lợi Hồ Thị. Lợi Hồ Thị. Quần gió luôn dùng nguyên nhá, 45k. Những cái lúc xả hàng sale này á, xả hàng lẻ này chị em mình mua giá cực kỳ rẻ luôn. Tiện còn thấy tết cái là nguyên đại luôn cho nó gọn thôi. Chốt lên luôn dùng mã này, mã 29, tay 52 đổ về. Tặng 29 luôn dùng nguyên. Comment mã này mã tặng 29. Con này lên 39k luôn. 29 cho chị Ngọc Liên. 29 Ngọc Liên. 45 cho chị Hoa Thi để chia sẻ chứ. Hoa Thi. 45 cho Hoa Thi. 45 Hoa Thi. Con này tặng nó luôn 39k. Con này là lên mông nhé, 39k luôn nha. Lên chung mã này là mã sọc đỏ 39. Comment lên sọc đỏ 39. Con này còn xả ra trời. Con này hàng đang sale 79k này. Size 62. Trời hay. Mưa ầm 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 xuống cái nắng lên. Dễ sợ thì. Ơ chị cắm luôn dùng cục sạc cho mình cái. Chứ để đang ấy có cái file nó không tắt nguồn. Ngáy luôn. Tặng nó con này luôn 49k luôn. Size 60. Nha, size 60 chị nào lấy cái mã này lên nhanh tay. Cái này còn một con, cái này dạng 3D nhé, 3D. 3D luôn dùng nguyên nhé. Phôm phủ mông giáo quần tặng 25 luôn dùng nguyên 3D nhé. Sạch đen này nè. Sạch đen kìa. 3D nhá, phôm này là phôm phủ mông giáo quần tặng nó 25 k. Hả? Đúng rồi chị cắm bên cái cắm bên kia này. 25 cho chị Nhung lên không chia sẻ. Không chia sẻ bỏ qua. Trời ơi, mì đỏ luôn, mì đây đỏ nha. Mì đây đỏ, size này dành cho những chị em mình 50 đổ về. Dặn quần ngủ ấy, mì đây đỏ chắc rất là sướng luôn. Tặng 30k luôn, 30k nốt luôn. 30k nốt luôn. Con này lên mã tặng, cái này cũng bị chấm xíu này. Chấm xíu này, lên luôn cho mã loe nhé. Cái này tặng thôi, chị nào đang có đơn đã chốt nha. Size 52 đổ về. Tặng quần loe. Không đồng. Size này chị em mình nhìn thấy không? Bị chấm xíu chỗ này. Lên mã không đồng. Size 52. Chốt mã không đồng và size 52 nhé. Chị nào lấy không đồng lên không đồng. Ôi những cái con quần công sở này hôm thì khách hỏi quá chừng. Giờ view ít like xả hàng lẻ mà thấy đứng đơn luôn. Lại uống. Lại tiếp. Rồi nhá, tiếp luôn dùng nguyên con này. Đây còn một con hàng xúc size L thôi. Hàng xúc size L thôi. Không đồng thì Masta Maria. Cái này lên luôn dùng mã xúc dùng nguyên nhé. 35k size 60. Size 60 nhé. Không đồng thì tìm đi hành hồ. Biển nha. Lên trước. Chốt lên luôn dùng mã 35. Comment mã 35. Chị em mình tương tác đi. Sale hàng cực kỳ rẻ mà thấy đơ đơ luôn ý. Lại làm biến like luôn. Muốn kiếm lại gì ta? 35 cho chị Nguyễn Thoa. Quần muốn kiếm lại gì ta? 35 cho chị Nguyễn Thoa. Lên mã chăn váy xe S. Xe S nhưng mà 45 đổ về thôi. 39k. 39k. Cho chị Linh Diệp. Cho chị Linh Diệp 39. Con này lên cho mã tặng nắng bé. Xa 25. 35k luôn. Nắng bé dài nhé. Nắng bé dài 35k và xa 25k. Chốt mã nắng bé luôn dùng nguyên. Comment lên nắng bé luôn dùng nguyên nhé. Những này bà đó hả? Nắng bé. Con này áo thun thái nè. Cái này lửng lửng ấy, tinh tinh mang con này ok. Tặng nó 35k. Nắng bé thì dịu hồn. Nắng bé dịu hồn. Lên luôn dùng mã thái 35 cái chốt đơn cũ thôi chị. Cái chốt đơn cũ. Thái 35. Thái 35 chị tấm mấy cái này lại giùm em cho Huyền sếp lên giùm em. À, like hàng lẻ giùm em. Nè, qua hết cho em bán tặng cho nó gọn cái nó. Họ phải sếp đi sếp về. Nắng bé hết nha. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Lên luôn dùng. Ôi trời này mà phát mấy con này hơi bị sướng nha. Quần này dạng quần gió. Dạng quần gió. Size 52. Lên mã 45k luôn dùng nguyên. Nha, lên mã quần gió luôn dùng nguyên nhé. Trời nay mà mang mấy con quần này mới sướng đó chị em mình à. Lên luôn dùng mã tặng gió 45k luôn dùng nguyên. Chia sẻ mạnh tay nha chị em mình ơi. Tranh thủ xíu buổi trưa thì có người soạn hàng thì là like được hàng lẻ. Hàng lẻ tại Linh Tinh còn cái này bán tặng hết chị em mình luôn. Cái này như có cái áo rồi đó gì.
đi bổ chứ. Ờ, cái nó bổ. Cái này tôi nhỏ thôi. Chị Nhật Lệ không chia sẻ. Riêng chưa này hàng gì nguyên xã, nguyên sale chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Vì là toàn bộ đi dưới vốn xa luôn ấy. Giờ thích giá nào đập giá đó thôi. Thích giá nào là đập giá đó thôi. Nè, lên cái này chị nào tầm 45kg đổ về thôi. Hoặc là chị em mình có con gái lớn, tranh thủ phát con này. Mì xịn nha, con này dòng mì xịn luôn, tặng 39k. Tặng 39k con này mì xịn nha. Nhưng mà là size nhỏ. Lên mã mì xịn luôn dùng nguyên. Nha, cái này size nhỏ. Hồi nãy cho chị Nhật Lệ. Cái quần gió chị Nhật Lệ. Lên mã này mã 39k luôn dùng nguyên. Cái này hàng nguyên bộ nè. Bộ nè, bộ bán mà. Mới chị thấy nó hết quần. Size 22 đổ về. Bộ này hàng xúc nè. Lên luôn dùng nguyên cái mã này luôn. C95 đúng không? 39 39 á, 39 là cái quần này nè. 39, chị Hoa Nguyễn. Rồi nhá, chốt lên luôn dùng nguyên cái này. Bộ này size 22 22, 25 nhá. Đây luôn chị em mình, mã này 89 con này chuẩn hàng xúc. Đẹp lắm luôn á chị em mình ơi, 89.000. Chốt mã bộ bán. Từ 22 đến 25 là chốt ok, 89.000. Bộ này hàng xúc nhá, nó 89 như vậy mình không mua được con quần này đâu. Tặng nó luôn, 89.000. Chị nào lấy bộ bé 89 lên bộ bé 89 quần tập. Tặng 29 luôn. Cái này à, không cần dễ mình đi tập mà dễ mình mang dạng mang trong trong váy cũng ok. Tặng 29 luôn dùng nguyên nhá. Tặng 29 chị nào lấy. Tặng 29 lên. Bộ cho chị Thúy Trinh đặng. Thúy Trinh đặng. Cái này áo lớn áo bé được cả. Như này. Này áo lớn áo bé kìa. Áo lớn này. Áo bé mà bé sẽ đẻ. Bé đẻ. Áo to kinh đấy. Dùng cái này chị bán cho. Sao rồi chị? Ok. Ôi cái này có cái áo, cái này trong set ấy. Có cái quần nữa. Chả không biết mấy quần ra. Size 12kg. Quần ring đúng không? Tặng 15k đi. À đang có đơn chốt nha. 29 nè. 29 cho chị Nam Trương Nguyên. Nam Trương Nguyên. Cái này chị nào có bé nhỏ 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 mua con này. Không biết còn trong một set có cái quần mà giờ chả thấy quần đâu hết. Rồi nhá, lên luôn dùng mã tay bồng. Size 52 đổ về. Bốn ơi áo dài tay. Ui nhúng 49k luôn. Nè. 49.000 nhá, size 52 đổ về. Comment mã áo 49 nha. Chị nào lấy áo 49 lên áo 49. Áo 49 nè. Áo 49 nè. Chị Nguyễn Hoa sao? 15 là gì ta? 15 cho chị Phao Phao Lê Thị. Phao Lê Thị. Lên mã sung. Thứ có cái này chị em mình tranh thủ. Cái gì chị? Đây nè, đây nè. Đây. Tình đẹp bao nhiêu bông to rồi. Mua bông to rồi. Ờ, cái đó thì phí lắm. Chị đừng ngái đấy chị. Chị xếp ra cái chị bỏ lùng vô kìa. Bỏ lùng vô toàn khỏi phải xếp đi xếp về. Mình cũng vô hàng cũng đỡ vì phải bị nhà. Lên mã tặng sung. Tặng 29k luôn, size 50. Tặng sung 29k size 50, cái này ai nhanh có này. Một con quần đuổi xước 29k size 50 nhé. Tay cọ con này, XL. XL. Trời ơi. Mình không vừa. Mà ở trong của nó là lót nỉ nữa chứ. Sướng chưa? Nè. Nè đẹp chưa? Cái này có cá thôi. Sung trai kìa. Sung cái chị Thảo Lan. Sung Thảo Lan 98.000 luôn dùng nguyên con này. Ai nhanh có 98.000 con này, chị nào nhanh tay có này. Trời ơi. Size XL nha. Size XL lên mã 98. Hàng này người ta bán 150-180 không ra. Thật sự luôn, được cái trong này có cả lót nỉ nè. Bao dài, chút mã 98 size XL. Size 65 đổ về nha. Lên mã 98. Hàng này chính xác người ta có sale, người ta ra sale là 180. 180 đến 200 mấy nghìn. Nha, chốt lên luôn dùng này, size XL. 98 nè, cho chị Phú Trương. Phú Trương lên trước. Phú Trương. Comment mã này là mã cặp. Cặp này 49k. Size 38. Size 38. Có hàng lẻ trong này là nhiều hàng hai ho trong này lắm. Nhiều hàng hai ho trong này lắm. Size 38 có một cái quần ship và một cái áo ngực. Chốt mã này là mã cặp. Hàng này hàng nguyên sale chính xác là đang sale 65.000. Chính xác là đang sale 65.000.
lên mã cặp, comment mã cặp luôn dùng nguyên á, cặp co cái thôi. Chúc lên cặp luôn dùng nguyên. Ôi bộ gắm chị em mình nhìn này. Nguyên nói thật sự bộ gắm người ta bán cho chị em mình trăm mấy, 150, 145 nghìn, 115 nghìn. Comment mã này là mã 115 luôn. Bộ gắm tim này, xây 60 đổ về là chốt đẹp. Bộ này thật sự lên hàng không có hàng chốt. Lên mã tặng gắm 115. Chị nào lấy gắm 115 lên gắm 115 luôn dùng nguyên. Những cái bộ này không còn giá sale, lên giá dễ mình gọi là giá bán lái tương tác thôi đấy. Gắm luôn dùng nguyên. Cặp cho chị Khánh Trang, cặp Khánh Trang gắm 115. Thun Thái sọc 49k, 49k size 55-57, 55-57, 115 chị Hạnh Đoàn. Hết sạch rồi chị ơi, chị Hạnh Đoàn, Hạnh Đoàn. Rồi nhá, chốt lên luôn dưỡng mã này. Thái 49k Thái. Chị nào lấy Thái 49 lên Thái 49k luôn dùng nguyên nhé. Con nào tối hết sạch này. Xong hết sạch con này 63.000. Lên mã theo 63 size 50 đổ về chị em chốt ok. 63 nhé. À ngồi nó còn, thôi đừng xem. Cái nào còn còn hàng thì thôi đừng xem. Cái nào hết hàng này. Cái gì đó. Cái này là chanh nhau đấy. Phải không? Xả đúng không? Thái cho chị ngăn nho khương. Ngăn nho khương. Lên mã 63 size S. 63 size S, bộ này chị em mình phải không? Phải hàng bao nhiêu chị chốt không được không? 98.000 đi chị em mình 89.000. Size chị em mình 60, 62 vô tư nha. Chị em mình để ý cái size chị em mình chốt nè. Được chưa? Cái bộ này là bộ HD đẹp lắm. Số 2 vô tư nhá. Lên luôn dùng mã 89. Số 3 chị Đức Phạm. Số 3 chị Đức Phạm. Số 3 Đức Phạm. Bộ 89 cho Mata Maria. Mata Maria. Bộ này không còn hàng luôn ấy. Mata Maria. Con này dạng crop top. Lỡ này. 35k luôn. Lên luôn dụng mã này là mã áo sọc 35. Mì tàu. Mì tàu như mình còn rồi đấy. Mì tàu dùng nguyên nhá. Trời ơi. Mì ngố tàu. Hàng này là mỗi cái nó kèm theo một cái bao. Sao giờ em chốt cho mấy chủ. Nó kèm theo một cái bao bao sách riêng. Hàng này quá xịn. Lên luôn dụng mã này là mã xịn size 50. Xịn size 50 nhá. Đây luôn chị em mình là 69.000. Chị em mình nhanh tay con này. Nhận hàng về chắc không mê quay đầu nha. Lên luôn dụng mã này là mã xịn. Xịn dùng nguyên nhá. Lên luôn dụng mã này là mã tặng bé. Tặng bé. Cái này cho bé thôi, 19k. Cái này tầm khoảng 20kg đổ về. 20kg đổ về thôi. Xịn dây lợi hồ thị 69. 69 dây lợi hồ thị dùng nguyên. Tặng bé. Chia sẻ mạnh tay lên luôn dùng nguyên nha dạ mình ơi. Tặng bé luôn dùng nguyên. À 19k. Size 18, 19 là ok. Con này chắc đủ. Chắc đuổi 89 mấy rồi. Lên luôn dùng mã này mã bé luôn dùng nguyên. Bé này size 13 này. Lên mã 30 luôn. Bé 30k luôn dùng nguyên size 13. Này trong hàng lẻ lên nên là giờ nó có thứ có cái thôi. Chị Thu Phương Hoàng 19 Thu Phương Hoàng. Lên mã tặng bé 30k luôn dùng nguyên và size 13. 30k và size 13. Rồi lên luôn cho mã này mã tím. 30 cho chị Nhung Lê. 30 chị Nhung Lê, chị Nhung Lê. Rồi nhá, lên luôn cho mã chữ tím con này là chắc có tông tàu. Size này dành cho những chị em mình tầm 52, áo quên lộn 55 độ về là chị em chốt ok. 55 độ về là chốt đẹp nhé. Tặng 39 con này hàng chất có tông tàu. Chữ này là chữ trắng gương nhé. Chữ trắng gương 39k luôn. Chị nào lấy mã này lên mã 39 tặng bé 30 em hết rồi. Con này lên mã công sở luôn dùng nguyên. Hàng này hàng 83.000. Size 55 độ về. Lọt ra đó hả? Để là bỏ lên bán tặng con nó trời này mang mới ấm á. Đẹp. Lên luôn những mã này mã tặng công sở luôn dùng nguyên nhé. 49.000. Áo 39, áo 39 cho chị Xuân Thanh. Xuân Thanh 39. Xuân Thanh 39. Còn con này lên cho mã công sở luôn dùng nguyên nhé. Công sở này nguyên đi luôn chị em mình là 49.000. Hàng này chính xác là nguyên đang sale là. Ui nắng này. Chào cha, trời sáng nay mưa mầm mầm mầm. Trời thiệt dễ sợ thiệt. 19 em hết rồi. Lên luôn những mã công sở con này chắc đẹp. Tay của nó tay bồng. Tay bồng này. 49k luôn. Hàng này hàng 83 của nguyên đấy. Lên mã tặng Nhung cái này ai nhanh có. Trời này mang con Nhung này thôi mang bao sướng. Size 55 đổ về. Nhung size L nhá, 55 đổ về. Tặng 39. Lên mã Nhung 39 luôn. Chị nào lấy Nhung 39 lên Nhung 39.
Ôi trời ơi, cái này bị dơ xíu rồi. Cái này dơ thôi chị em mình về giặt con này được. Cái này về giặt ok luôn nhá. Nhung cho Khánh Trang 39. Khánh Trang 39. Rồi nhá, tiếp luôn dùng cái này. Cái này bị dơ xíu, hàng này hàng đang sale 79k này. Cái này chị em mình về giặt ra nhá. Không giặt ra lại quay đầu nha. Cái này bao luôn cho chị em mình giặt ra. Lên luôn dùng cái này 59k luôn. Size 60, 59 size 60. À, con này dòng Boris. Nó một con luôn, chốt mã tặng 30. Tặng 30 Boris nhá, Boris đá này. Này là mang ôm body để mang đẹp là 55 kg, đổ về là chốt ok. Công sở 49 là gì ta? Công sở 49 là gì á? Hết rồi. Công sở 49 hết rồi. Lên mã tặng kiểu 59, 59 cho chị Anh Nguyễn. Chị Anh Nguyễn 4 người giùm em. Anh Nguyễn 4 người. Anh Nguyễn 4 người. À, đá đá nào nãy bao nhiêu tiền mới vừa đọc xong. 30k nó. 30k. 30k thôi. Con này đang sale 49, đi cho em mình mã này là mã tặng mà. 39k luôn. Con này không đẹp quay đầu. Hàng chính xác của nó là hàng 300 mấy nghìn. Hàng này là hàng hiệu luôn. Nha, lên luôn dùng mã áo kiểu luôn dùng đi. 39 con vô ngủ đi. Bây giờ ăn ăn bánh không? 39 là hồi nãy là cái mã nào? Không, mới ăn xong bánh sao được. Tặng 39, 39 cái chắc là cái mã này sao này. Cho chị Như Hà, cho chị Như Hà. Áo kiểu chị Như Hà. Váy U mì hàng size 52. Váy dài tay U mì hàng size 52, chốt mã tặng 49k luôn. Cái này chả khác gì tặng với chị em mình đâu. Chả khác gì tặng luôn. Bao viết cho chị Hoa Mặt Trời. Hoa Mặt Trời nãy là 30k chị. Hoa Mặt Trời 30. Lên luôn những mã váy. Váy mới mình nói xong bao nhiêu tiền? Mới vừa đọc xong mấy tiền. Váy mới vừa đọc xong mấy tiền ấy. Con này lên mã 55. Chắc này chị em mình. Váy gì? Thảo Lam 49. Thảo Lam 49. Thảo Lam 49. Lên mã 55. Con này hàng quân đi 79k này. Những cái hàng này không phải là hàng ấy, hàng rẻ tiền đâu chị em mình ơi. Còn bộ nguyên về nguyên tẹp còn là rẻ ra một cái thôi. Lẻ tẻ một cái này bán tặng thôi. Còn hàng này người ta bán rẻ mình 8-9k một con. Và hàng này giờ người ta đang chạy. Vô mùa thì người ta đang chạy. Mà ăn xây rẻ mình 55.000. Nha, lên chung mã nách xanh. Chứ không phải hàng rẻ tiền đâu. Vì là nguyên hết mẫu rồi. Rớt lại cái này là sale luôn cho nó gọn đấy. Rồi nha, lên luôn những mã gió bé. Hàng kích môn xây 15-16. 70k nốt luôn. Cái này còn sót lại được con. Hàng kích môn xây 15-16. Bỏ cái này xuống đi cho nó gọn giùm em đi chị. Cho một cái bao cam qua đi, bỏ xuống cho nó gọn. Lên luôn những mã này, mã tặng gió luôn dùng nguyên nhá. 70k. Ta 55 cho Phần Thị Nở. Phần Thị Nở đi nhỉ. Coi nè, bị lỗi à. Phần Thị Nở 55. Con này bị xúc chỉ. Cái này phải đạp vô xíu rồi. Phải vét sổ lại. Con này tặng đi. Mà tới xa 2XL là cái bộ à? Thôi coi như là sale cái áo và tặng kèm cái quần đi. Vải rất là đẹp luôn. Đây để ý luôn dùng nguyên nha. Để về cái là bị lỗi. Có bộ bé có chưa em lên. Có đấy, từ từ cho em xíu. Đây này, xúc chỉ đằng sau này, này. Nha, cái phần quần này bị xúc chỉ này. Nhưng mà chắc rất là sướng. Coi như là nguyên sale cái áo và tặng kèm cái quần nha. Chị em mình về đi xử lý cái quần dùng nguyên. Size này chị em mình đến gần 65kg mang ok. 65kg vẫn mang ok. Chị em mình ơi, đẹp chưa? Lên mã này là mã 59k. Cái này chị em mình đi xử lý con quần là ok. 59k luôn dùng nguyên nhá. Size 65. Size 65. Nha, coi như là nguyên sale cái áo thôi. Và tặng kèm cái quần, chị em mình bỏ công ra. Chị em mình đi đạp lại, đi vác sổ lại. Đạp lại dùng nguyên phát. Nha, đi luôn chị em mình 59k. Bộ này quá đẹp. Nha, cho chị Nguyễn Thủy. Cái hàng nào có vấn đề cũng đều báo trên like nha. Để ý luôn dùng nguyên. Chứ không mà kêu em ơi sao về nó bị xúc chỉ. 49k thun thái sọc. Xe 55 đổ về. Chị em mình chốt đẹp. 55-57. 55-57. Chốt mã này là mã 49 sọc. 49 sọc. À, 5 cái quần chip. Size này là size 55 đổ về. Size là 55 đổ về thôi nhá. Lên luôn dùng mã chip. 5 cái. 39.000 quần chip. 39.000 quần chip. Lên luôn dùng mã tặng gió bé. Trời chắc rồi. Chắc con này sướng lắm, tung xe 45kg nha. Đây luôn trẻ mình mã này 85k.
59-60kg em hết rồi. Bộ hết rồi, bộ hết rồi. Bộ hết nha. Nên luôn dùng con này là size 45kg, bé trai nhá. Vải chắc tướng vậy em nè. Vải của nó là vải rất là mềm, ở trong của nó lót nỉ 85k, nỉ dài nhỉ. 85, chị nào lấy gió 85, lên gió 85. Con này chừa cho chị Hiếu Dương. Chị Hiếu Dương còn bao đồ ấy. Chị đặt cái mì dạ này. Có chị, bảo cho chị Hiếu Dương giùm em đi. Tomboy nè, Tomboy bình thường ấy, chị em mình hay hỏi Tomboy 69.000, size S thôi. Size 50 đổ về là chị em mình cho ok. Lên mã boy luôn dùng nguyên 69. Hai cái quần này size nhỏ thôi. Hai cái quần size nhỏ nhá. Một cái size 48, một cái size 55. Tặng quần 39k luôn. Chưa bao giờ có giá nào. Nha, S và XL. S chỉ 50 đổ về. Và XL 55 đổ về là chốt ok. Tặng 39 đang có 2. Tặng 39 đang có 2 nhá. S và XL 55 đỏ luôn dùng nguyên. 55 đỏ có cái. Đi nhanh nhá. Để chị em mình bóc được cái gì bóc. Vì hàng nhà nguyên hàng lẻ nhiều lắm. Lẻ tẻ còn nhiều lắm. Rồi nhá, lên luôn dùng mã tâm ơi. Ê, đi đâu hết rồi. Chấm tương tác lên đi dễ mình ơi. Tương tác lên luôn dùng nguyên nhá. Chứ không giống như mà nói mình ấy. XL chị lên dịp. XL chị lên dịp 39k. 39 cho lên dịp. Cái bộ bé chị phân sai rồi đúng không? Em lên ít thằng ri đi. Cái thằng này lại cả đây này. Rồi nhá, lên luôn dùng mã bé luôn dùng. Ui con này mà 85k vậy mình không mua phí quá. Cho em mã bộ có mũ chứ đi chị. Cái mã bộ có mũ ngoài kia bộ vàng kìa. Con này mà chị em mình không mua phí đảm bảo luôn á, rất là đẹp luôn. Xài xe đến 45kg nguyên mang ok luôn chị em mình biết. Đây luôn chị em mình sống. 55 đỏ gì mình thì nở luôn. Mình thì nở luôn. Đây luôn dưỡng mã bé dặn bơm bơ nhé. Con này dặn khoác u mì. Dặn khoác u mì. Xa 20 đổ về nhé. Lên luôn dưỡng mã này là mã 49 luôn đi cho nó gọn. 49 luôn. Thì nào lấy mã 49 lên mã 49 luôn dùng nguyên nhé. Cái này xếp bay chi tiết rồi. Ê, cái này hàng sĩ này vô. Vinh cái bao hàng sĩ này ra đi. Chiều chút luôn. Chiều chút luôn. Diễm Đoàn Phương với chiều chút luôn. Mở cửa tủ miếp. Quýnh trừ. Áo quân đang mang lên chị mình 55.000. Á lộn 85.000. Rồi nha. Cái này chị mình nhanh tay. Để đây chị. Cái này Nguyên có size từ 20-32kg thôi. 20-32kg. Comment lên luôn dùng Nguyên cái mã này. Bộ này quá xịn luôn. Bộ này là da cá tàu chéo. Bộ hot đi có mũ. Đẹp chưa? Bộ này bộ hot đi có mũ nhá. Từ 20-32kg là có size. 20-32kg nhá. Thứ có ri thôi. Nguyên đi luôn cho em mình mã này là mã 125.000. Nguyên nói là bằng chị em mình mua một con áo thôi. 125 thì chị em mình mua chỉ được một con áo thôi. Chị nào lấy cái này lên luôn cho mã bộ. Bộ mũ nhá, kèm luôn dùng nguyên số ký. 125 nhá. Bộ mũ kèm số ký luôn dùng nguyên có ri thôi. Thứ có ri thôi nên là chị em mình tranh thủ nè. 30 đúng không? 30 cho ai chị? Tâm An 30 nè. Ok nè, cho chị Nguyễn Thủy size... Xa 20 nè. 20 Nguyễn Thủy nè. 20 Nguyễn Thủy nè. Nguyễn Thủy một cặp. Nguyễn Thủy một cặp. 24 cho chị Ngô Thị Kiều lên. Không có size to. Ngô Thị Kiều lên nè. Một bộ nè. Ngô Thị Kiều lên nè. Rồi ok, còn bộ từ xa 26-28kg. 26-28, nhận hàng không đẹp quay đầu. 125.000 bằng chị em mình đi mua một con áo thôi. 26-28 thôi. Cho chị hoa mặt trời. Hoa mặt trời con. Ok, hoa mặt trời nữa hết. Kèm nhau xíu nguyên chút luôn. Thiền cho nguyên bộ màu xanh đi. Thứ có ri ri thôi, không có nhiều như vậy mà 125.000. Bộ đẹp hôm trước mua rồi, chưa mua thêm đó à. Rồi nhá, lên luôn dùng mã xanh. Xanh luôn dùng nguyên. Cũng đến 32kg.
xanh cũng đến 32 kg, từ 20. Từ 20 kg đến 32 kg. Trời ơi đẹp lắm vậy mình ơi. Từ 20 kg. To quá. Cái này mang hết đi, bỏ ra đi. Hết đi này mang ok luôn mà. Quần của nó quần ống bo rồi, còn áo mang rộng cũng đẹp. Bỏ ra chị ấy đi, chị Hoa Mặt Trời. Rồi nhá, lên chung ảnh này là mã xanh, kèm luôn dùng nguyên cái số ký. Từ 20 đến 32 ký có xanh. Tuy những cái hàng này thì có rất là ít nên là chị em mình tranh thủ thôi. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Lên luôn dùng mã này là mã mũ xanh luôn dùng nguyên kèm số ký. Từ 20 nhá, từ 20 đến 32 ký có size mũ xanh. 24, 25 cho chị Hoa Mặt Trời. Hoa Mặt Trời nha. 13, 14 ký có một mã khác, không có mũ. Bộ dặn bộ kéo ấy cũng đẹp, rẻ hơn. Rẻ hơn xíu. Nha, chị nào lấy cái này lên mã mũ xanh kèm luôn dùng số ký. 125.000. Có cả size đến 32 ký. Nguyên còn 20, 23. Này. Từ 26 đến 28. Này. Từ 30 quay đầu. Này. Và 30, 32. Chị nào lấy mã này lên chung mã xanh kèm số ký luôn dùng nguyên nhé. Xanh 125 kèm số ký. Xanh 32 chị Nguyễn Thủy. Những cái bộ nào dễ mình không phát phí quá. Lên bộ bán mà view ít mày đắt. Ok. Bộ này đi luôn dễ mình bao nhiêu tiền ta? 95k. Từ 8. Từ 8 đến 18 kg. Không có chưa? Bộ này từ 8 đến 18 kg lên mã 95. Nên có một ri thôi. Từ 8 đến 18 kg thôi. Size nhỏ để chị em mình nè. Toàn bộ là da cá tàu chéo. Bộ này của con gái phải không? Chị ơi, bé trai. Bé trai nhá. Bộ này toàn bộ là của trai thôi. Cái này là từ 8 đến 28. À quên lộn. Đến 18 kg. Chốt lên luôn dùng mã vàng kèm luôn dùng số ký 95k nhé. Bộ mũ này chắc đẹp lắm chị em mình nè. Da cá tàu hết. Toàn bộ cái này là da cá tàu. Chị nào lấy cái này lên mã mũ kèm luôn dùng nguyên số ký luôn nhé. Tranh thủ đi chị em mình ơi. Bộ này bộ bé trai chứ sao lại bộ bé gái. Màu này mà sao lại bộ bé gái được. Phú Trương 18 ký. Phú Trương 18 ký. Em không. Phú Trương 18 ký. Cái mã này đang đi bao nhiêu tiền ta? 55.000. 18, 15, 16. 18 ký. Cái thì Phú Trương rồi ok. Lấy luôn dùng mã này mã 55 đang còn à. Từng này bộ. Chốt mã 55k luôn dùng nguyên nhé. 55k. Cái này 95k chị. Cái này 55k vẫn còn được 3 bộ màu này. Xây 18 đổ về xây nhỏ này. Còn toàn bộ dưới nó là có cái nào bộ hay lã không chị? Ở dưới nó. À màu đỏ nó cũng bộ hay lã. Màu đỏ bộ cho em lên luôn. Mã này lên mã 55k luôn dùng nguyên nhé. Xây 18 đổ về. Thấy cái này xinh lắm chị em mình. Tiêu ít quá để chia sẻ phát nữa đây nè. Chị Ngân đặt đặt ấy ăn chị Ngân. Uống chị Ngân. Sữa chua uống chị Ngân. Bộ 55 hả? Bộ 15 ký. Sự vô trong tin nhắn em có mà. Cái điện thoại chị cũng có nữa. Bất ngờ. Bữa nay em làm với chị. 5 ly đi. Bộ 15 kg, 55 kg nha Phương. Chị Thu Hiền từ từ, 55k, 16 với 18. 16, 18 chút nè. Đây, 2 bộ nè. Cho chị Thu Hiền đỏ. Thu Hiền đỏ. Vàng 16 kg, bé trai 2 bộ. 16 kg đâu đủ 2 bộ đó. Có 1 ri thôi. Có 1 ri thôi. Có 1 ri thôi. Cái này còn 1 bộ hồng 16. Tình ngủ. Tình ngủ. Ê. Cái chơi cho tỉnh ngủ. Dạ, cho bà ngồi thêm một ly nữa. Chị chua luôn. Chị chua luôn. Rồi ok nhá. Qua cho nguyên màu khác đi. Cho em bộ màu đỏ đi chị. Ôi trời chán quá thì. Đúng là nắng mưa thất thường thiệt cái chứ. Ờ chạy không kịp luôn. Nắng mưa liên tục luôn. Bộ đỏ này đẹp này dễ mình nè. Lại mưa to. Bộ đỏ này đẹp nè. Bộ 15 kg được không em? Bộ nào 15 kg? Bộ hồng đó được mà. Bộ hồng này được nè, 15 16 kg nè. Áo gió đó Huyền. À cho lên áo gió, đúng rồi, phân áo gió lên luôn được.
có nhân nho thiên có nha. Bộ hồng có đấy chị. Ui trời ơi, màu đỏ. Da cá tàu, da cá chéo dùng nguyên nha. Cũng từ 20 đến 32. 125 đỏ. Chị nào lấy chị nào lấy mã này 125 đỏ kèm luôn dùng số ký nha. Trời ơi. Chào nên thôi có đắp mền rồi nằm pha lay kim thôi. Đi vô, còn kính à. Ok từ từ nhá. Đỏ không có 40. Đỏ này toàn bộ là xây nhỏ. Đỏ này toàn bộ là xây nhỏ, mình mang cũng được luôn ấy. Ờ nha. Từ 18 á à, lộn lộn. Từ 20 đến 40 kg có size. Á à, lộn lộn. 20 đến 32 kg có size cái mã này. Trời ơi đẹp lắm luôn ấy chị em mình ơi. Chị em mình tranh thủ cái mã này. Mưa to nghe có rõ không chị em mình ơi. Đỏ bé trai đâu có size nhỏ. 20 với lại 32 nữa nè. 20 với 32 nè. 20 cái nè. 32 cái trên Nguyễn Sĩ nè. Bỏ cái này bỏ sau nhé. Bỏ cái nào bỏ sau. Không giờ không có bộ người lớn đâu chị ơi. Bỏ cái gì bỏ sau, đến lúc chốt đơn bỏ sau chị ơi. Em không vừa like vừa bỏ ra đâu. Nha. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi, không có xây to. Không có cái nào đến 40kg đâu chị ơi. Hàng ngày không có cái nào 40kg hết. Bộ này đẹp nè. Bộ này bộ khó kéo. Chốt mã này là mã 89k. Này. Cưng chưa? Đó 32 cho chị Phan Thịnh con chị. Coi còn. Đây nè, đây chị Phan. Phan Thịnh bộ 32. Từ 30-32 chị Phan Thịnh. Có chứ. Đây cái này toàn xây nhỏ nè, 89k bộ này. 89k bộ này nhá. Thì nào cái này từ 16 cái đổ về. 16 đổ về nhá, cái này đẹp lắm. Bộ này bộ khó kéo. Cũng da cá tàu chéo luôn. Này. 16 kg, chị nào lấy mã này là mã 16 kg luôn dùng nguyên xịn đẹp chưa? Cái này nhận hàng về không đẹp lại quay đầu nhá. 16 kg mới có một. Chị nào lấy 16 lên 16, view ít quá à. Mà lại không dám like trang cá nhân lên. 16 kg có nè, 16 nè. 16 kg là chị. 12 nè. 12 và 16 kg cái này còn được từng này bộ. 12 kg quay đầu và 16 kg quay đầu. Xinh chưa? 89.000 bộ này nhá. Bộ này giờ mà gọi là mua dần cho nó mang Tết cũng ok. Cái này mix cho nó thêm đôi giày thể thao là mang ok. Chị nào lấy cái này lên số mã 6 nhá, từ 12 đến 16 kg có sai. Lên 6 luôn dùng nguyên nhá. Comment lên 6 luôn dùng nguyên. Bóc đi chị, bóc cái này đi chị. Bộ màu xám đi. 89, 16 cho hình thì nở cái luôn. Hình thì nở cái luôn. 89k. À cái nó trong nguyên đây. 12kg rộng. Cái nó bị lỗi xíu. 16kg luôn cho chị bất diễn luôn. Cái này là bị lỗi xíu á. Màu trắng nó rất là nhanh dơ. Nên là toàn bộ thông thái mà toàn bộ họa tiết đẹp hết dễ mà nè. Nhìn nè. Toàn bộ cái này chị em mình thấy giặt ra được nhá. Nhưng màu trắng này chị em mình giặt ra được nè. Đây cái này bán tặng của chị một con nhá. Toàn bộ thông thái xịn đẹp hết. Nhưng mà cái này là lọc ra, tại vì là nó bị dơ một xíu, bị dơ một xíu ấy. Kính bé 25 mà chốt không thấy bỏ vô rồi. Ok. Cái này em chốt cặp mà, bữa nay chốt cặp không ta? Cái này bữa nay chốt cặp không? Ok, kính từ từ chờ em xíu. Kính này chị nào nhận hàng về rồi. Nguyên không, à, con nhím đang cầm cái kính mà mua quá 150.000. Chả khác gì cái này hết. Đi vô cái tiệm kính ấy, mua cho nó một con kính 150.000, chả khác gì con này luôn. Còn chị ơi, xíu này em lên cái mã này là sao? Cái này bán tặng của chị con. Chị em mình về giặt dùng nguyên nhá. Toàn bộ là họa tiết đẹp hết này. Này. Đấy, ví dụ nhận hàng về có vấn đề vào trắng dễ mày bắt. Không không? Cái đẹp này. Rồi giặt ra chỗ này là được. Có xíu chỗ này. Rộng con này toàn bộ hàng đẹp hết này. Để giặt ra. Được hai bộ không chị? Hồi nãy giờ hình thì nở được cho chị hai bộ đi chị. Còn 16 kg anh cho chị thêm bộ nữa. Cái bộ này nè, 16 kg đây nè. 13 16 kg nè. Ok chị bộ nữa. Cái này ăn đi tạ bán tặng cho chị em mình mã nào luôn. 35k đi. Bị xíu xíu thôi. Hàng này là hàng nguyên xe 49.000. Toàn bộ là thun thái mà. Bị chấm chấm xíu xíu thôi chị em mà nói. Được chưa? Cái này nguyên lọc ra được được vài cái này.
bán tặng luôn chị mình, mã này là mã tặng 35 luôn, đẹp lắm. Tặng 35 toàn bộ là thun thái. Cái nào mà không có bị chấm một xíu là nguyên bỏ ra ấy. Đẹp mà. Lên luôn dùng mã này 35k thun thái. Ôi view ít quá. Bây giờ có 60 mấy, 7 mấy view ấy. Có bị không? Cái nó có bị không? Không chọn màu. Cái này chị em mình không chọn, cứ lên. Ai ưa cái này lên luôn dùng mã tặng 35. Chị nào chọn màu không chốt. 35k nhá. Không chọn màu, đã vì đã là xã này gọi là xã lỗ rồi nè. 35k luôn dùng nguyên chốt cho chị nào. Chị bé bé hình như là có. Cái này Triều Tiên hai cái. Hai cái bóng chị hai màu. Ở chị cũng đây. 35k nốt là giá là bán tặng bán gọn luôn ấy. 35k nốt không chọn màu. Đã là hàng xe thì sẽ không cho chọn màu. Cho chị Ngọc liền cá nữa chị. Ngọc liền cá. À chịu khó like lắm rồi đấy. View gì mà chưa tới 100 view à. Buồn ý quá. Rồi nhá, cái này nguyên có này. Size cho bán nhà mình à 18 này, 16 này, 14 này. Cái này còn một ri, 18 đổ về, 55k. Bỏ cho cô Thu hai cái. Người lớn trẻ áo thun thái người lớn. Đó là nó trẻ mình để ý nè, nguyên lai có vấn đề. Ví dụ như con màu trắng mà nó bị chấm một xíu, phát hiện ra cũng bỏ riêng ra và bán thẳng chị em mình ấy. Chứ còn mà bình thường không bán được giá đó. Nhá. Thun Nam đang không. Rồi nha, lên luôn dụ mẹ này 55k. Size 18 đổ về. 55k bộ này bộ nỉ bông. Cái này riêng cái màu này, tông màu này thì trai mang được và gái cũng mang ok luôn con này nhá. Được chưa? Thun Nam còn nhưng mà thôi, để ngày mai hay ngày mốt thì đấy soạn ra sau. Vì cũng còn lẻ tẻ size thôi. Lên luôn những mã tặng bé 55k. Size này là size 18 đổ về. Chốt lên luôn dùng nguyên nhá. Comment mã này là mã bộ 55k nhé, size 18 đổ về là chốt ok. Mười sáu và mười tám thì thu hiền. Đi thu hiền bé thì chị. Thu hiền bé 55k, nguyên còn 14. Ba cái 14 cái đổ về. Còn ba cái 14 cái đổ về đây này. Cái mã này nó thật sự là nhím nhà nguyên, nguyên mua cho nhím nhà nguyên cái. Nhưng mà 150.000. Hàng này hàng nhờ sale thôi. Chắc rất là sướng nha, hàng toàn bộ là hàng xịn, cầm con này rất là nặng tay. Từ từ chăn bé xây mờ rồi nguyên ơi. Ủa thế nhắn tin quá tự nhiên comment trên này làm sao xử lý được. Mới đi chập chững lại. Hàng mà nếu như vậy mình nguyên đặt nguyên lên quần à quên lên tắc nè. Chị mình nếu như mà mua à, tắc chống trượt phải ghi tắc chống trượt. Tự nhiên đâu nếu không nói tắc chống trượt thì nhà Nguyên sẽ không chốt tắc chống trượt nha. Và có vấn đề nhắn tin qua luôn dùng Nguyên. Lên luôn dùng mã này là mã tặng bé luôn dùng Nguyên. Hai bộ bé trai 16kg à chị. Trai 16kg lấy cái bộ xe này dùng em. Ok này cho chị bộ xe này nè, 55k. Đấy đấy. Đây nè 16kg bên đây nè chị. Đây nè chị, đây nè, đưa đây để chị. Chị Huỳnh thì nở em lấy cái bộ này nhé. Em lấy bộ này nha. 16kg lấy bộ này nhé, 55k. Chị nào lấy à, chị nở lấy cái này thì chốt này. Bộ xe thôi, bộ lúc nãy em hết rồi. Nha, chị lấy cái này thì lên luôn dùng nguyên 55k sau 16kg còn xa. Rồi nhá, tiếp luôn dùng nguyên con này. Đẹp lắm. Hàng này hàng đẹp, cái cầm con kính nó nặng trịch tay chứ không phải là hàng mỏng mảnh đâu. Và nguyên đi luôn cho em mình 25k một con. Chị em mình cứ lên luôn dùng nguyên trai hoặc gái. Trai hoặc gái nhá. Xe 14 thì chị Đức tặng giùm em. Có đơn hả? Có. Đi rồi. Có đơn hồi chưa có. À 14 gì Đức Phạm. 14 gì Đức Phạm giùm em. Nha, cho chị Huỳnh thì nở hai cái. Huỳnh thì nở hai cái. Kính nếu như mà nó trai thì Nguyên sẽ bóc màu đen. Nếu như mà trai thì Nguyên sẽ bóc màu đen. Còn trẻ mình lên bé gái thì Nguyên sẽ bóc hai tông màu này. 25 càng con. Không có khác gì cái con kính mà Nguyên mua cho nhím Nguyên 150 hết trơn ấy. Bao rẻ luôn. Được chưa? Cái này là bán hộ thôi. Ok nè, chị nào lấy mã kính lên kính luôn dùng Nguyên nhé. Bỏ cho gì ta? Mỹ Hạnh Hồ hai cái. Phát hẳn hai cái luôn dùng Nguyên nhé. Trời ơi. 50.000 là trẻ mình mua hai cái có 50.000 thôi.
5 kg không có nhé. Gái, Mỹ Hạnh Hồ gái. Mình mang cũng gần được con này luôn. Cái này mình mang cũng gần được luôn. Đấy, đang thui thui lùi lùi luôn. Nếu là trai thì bóc những con này là ok. Mang con này cũng chả thấy gì. Chị nào lấy cái này cứ lên luôn dùng mặt kính luôn dùng Nguyên. Hai kính. Chị quên mất à, giờ bỏ vô cho chị luôn kìa. Hai kính gái và hai kính trai nữa kìa. Ok, thế Trinh đặng hai kính trai hay kính gái. Hai cái thì Nguyên sẽ bóc hai màu. Chị ơi, chị Lê Thị Nữ lên thông tin cho em đi. Lên thông tin cho em đi. Bộ xe chị Lê Thị Nữ lên thông tin rồi chốt nhé. Cái này nó thật sự là bao rẻ luôn. Trẻ mình cứ về sờ con kính ấy. Cầm con kính nó nặng tay chứ không phải là hàng mỏng mảnh đâu. Không phải cái hàng người ta bán ngoài chợ giống như hàng đồ chơi, hàng nhựa nhựa đó đâu. Đấy, hàng nặng tay. À, cái mã nó khác chị. Mã nó khác kìa. Cho em, đây đây, đây mã này mã khác mà. Có cho em chữa mã này như là mang lớn. Cái này người lớn ok. Chị Bèo La Văn bảo cho chị là màu giống nhau. Bèo La Văn là màu giống nhau. Màu giống nhau. Thì Phú Trương một kính bé gái. Cái này người lớn ok luôn. Cái này người lớn mà ok luôn. Cái này mình còn không nữa. Huyền sóc con nào. Sóc con này thì còn không? Sóc thì còn bao nhiêu con này lên bán tặng luôn đi. Cái này là kính người lớn, kính đâm người lớn này. Ờ, đây nè, bì này nè. Bì này nè Huyền. Bì này nè. Có bao nhiêu con lên bán tặng luôn đi. Cái này chị em mình đi mua. Từ từ. Hỏi xong trả lời thôi bye bye. Thấy không? Quy Nguyễn Thị nói nãy giờ là bộ bé gái, bé trai chứ sao bé gái. Ủa? Nha. Rồi nhá, lên chung mã này là mã nữ đi. Nữ. Bán tặng con này 29.000 luôn. Toàn bộ cái này nặng tịch tay nha chị em mình ơi. Chị em mình đi mua một con kính râm này hơi bị nhiều tiền. Tặng 29k luôn. Cái này mình đi dễ thương mà. 29k con này luôn. Đấy, dễ mà nhìn nè. Chị Thu Phương Hoàng là hai cái hai màu rồi. Ok, cái này là kính người lớn nhá. Nữ đen cho Nguyễn Cherry cái. Nguyễn Cherry cái, 29k luôn gọn. Nguyễn Cherry. Cho chị Đức Phạm. Đức Phạm. Đức Phạm. Hoa Nguyễn. Hoa Nguyễn. 29k luôn nhá. Hoa Nguyễn chứ chị. Thủy Đinh. Hai kính người lớn cho chị Thu Hiền Bé. Thu Hiền Bé. Cứ nhận hàng con này về dùng nguyên nhá. Phải chị em mình đi mua tiền trăm không? 29 cho chị Mỹ Hạnh Hồ. Đó trai thì lấy màu đen chị. Nhưng mà cái này hàng lớn. Cái này là hàng lớn. Tặng 29.000 luôn. Này giá tặng thôi dễ mà nó. Giá tặng hàng này hàng sale dùm thôi. 29.000 nhá. Chị nào lấy cái này lên. Có lên xuất hàng bé gái 22kg không Nguyên này. Em còn đó chị lấy thì chốt luôn. 70-75 là còn. Còn sai được. Còn sai ok. Rồi ok nhé. Kính lớn chị Nhung Lê cả. Nhung Lê cả. Rồi ok, ai chưa có nữa lên. Huyền Huyền đừng. Bỏ luôn ngồi xăng đi. Chiều Nguyên rảnh cái Nguyên chốt mấy cái đơn sĩ nữa luôn cho nó gọn. Hey. Chiều đi Nguyên chốt. Đảm bảo là chiều Nguyên chốt. Đấy, bỏ ra hết đi. Ủa? Cho chị Như Hà cái kính người lớn luôn. Ok, chị Như Hà cái kính người lớn còn không chị? Rồi ok, chị nào lấy kính lớn lên. Kính lớn 29k luôn dùng Nguyên nhé. Kính bé 25, kính lớn 29. À, có mấy con áo gió rằng nó cho lại luôn dùng Nguyên. Ôi bộ nam nha, bộ su nam nha. Su nam xây bự. Bộ su nam xây to. Xây 68kg 139.000. Này sót lại được đúng bộ. Lên mã tặng su nam 139 và size XL nhá. 68kg đổ về là chứ ok. Lên mã này là mã tặng su nam dùng Nguyên nhá. Su nam dùng Nguyên. Kính lớn cho chị Xuân Hoan. Xuân Hoan. Lên mã su nam 139. Hàng này là hàng hiếm này. Mà size lại là size XL. Lên mã bộ su nam. Su nam cho chị Liên Phạm.
cho chị Liên Phạm có bộ thôi. Liên Phạm, Liên Phạm, cái bộ nào nãy chị ấy đây chị? Thun dài hả chị? Thun dài rồi có gì? Su Nam 139. Bộ này mới vừa xả ra này. 89.000. Xe 62, cái nàng đi luôn trẻ mình 59.000. Xe 62 lên mã tặng ngố luôn dù Nguyên. Xe 62 chứ Nguyên nhá. Chị nào lấy mã này mã ngố, comment lên mã ngố luôn dù Nguyên. Xe 62 đổ về là chút ok. Ngố 59, chị nào lấy ngố 59 lên luôn dù Nguyên nha. Lên luôn dù mã nam xịn. Nam xịn, xe 62 đổ về. Kính màu đen chứ. Kính màu là kính của bác rồi. Kính màu là kính bác. Ngố chị xin pha. Mã này lên mã 70, ngố đây chị này. 59k luôn. Huyền à, chỗ nó còn quần chip, quần à, quên, áo ngực gì đó, lẻ tẻ cho lên thẳng nốt luôn. Lẻ size, lẻ mạo, à, lẻ số ta. 70k, bộ này size 62, con này chắc đẹp lắm. Hàng hàng đắt xịn, không phải là hàng hàng thun lạnh đâu chị em mình nhé. Riêng cái bộ này không phải dòng thun lạnh đâu. Dạng thông hơi, ấy, cái này xịn lắm. Đây luôn dùng mã nam xịn size 62. Nam xịn size 62, 70k. Chị nào lấy nam xịn, lên nam xịn. Chốt lên mã nam xịn dùng nguyên nhé, size 62. 70k luôn dùng nguyên nam xịn, đang còn bộ. Chị nào lấy nam xịn, lên nam xịn. Thái à, đây mã Thái vàng 49k. Còn cái nào to to ấy, to to. Cái này như hàng mỏng kìa. Cái này toàn hàng mỏng đúng không? Được mỏng rồi. Mất còn giảm. À còn cánh tiên à. Cánh tiên hồi nãy bán tặng bao nhiêu? Nam xịn cho chị Thủy Đinh. Nam xịn cho chị Thủy Đinh. Cánh tiên hồi nãy bán tặng bao nhiêu? 29 à? 29 hay là mấy đó. Ôi trời ơi. Cái này 29k. 25k luôn đi. 25k lên luôn dùng mã dán ngực luôn dùng đi. Ngực này ngực dài á. Lên mã này là mã dán ngực. Có máy cá 25k luôn nó. Còn sót được máy cá dán ngực 25k nốt nha. Ôi kỹ ghê rồi. Rồi nha, lên luôn dùng này. Kính người lớn kính bé chị Mỹ Loan. Lên luôn dùng mã dán ngực luôn dùng Nguyên nhá. Có ai mã dán ngực luôn dùng Nguyên. Cái này dài lắm, dành cho những chị em mình hay mang áo dây các kiểu. Đấy, mang váy hở lưng. 25k nốt luôn nhá. Chốt mã này là mã dán ngực. Cái này chị em mình không cần mang áo ngực nữa luôn. Chốt mã dán ngực 25k luôn dùng Nguyên. Nhằn cánh tim. Dán sao à? Lên mạng đi. Trừ mình phụ nữ mà giờ hỏi dán ngực dán sao chịu luôn. Chị hỏi dán sao? Hỏi dán sao? Rồi lên luôn dùng mã ngực xịn. Lên YouTube người ta bài nha. Người ta bài nhá. Ố, đâu ra con ngực này hay. Trời ơi. Con này mốt bao dài luôn, xe 38. Nè, dài lắm luôn ấy. Nè, lên luôn dùng mã dài đi. Xe 38. Tặng 49k luôn con này, ai nhanh có. Cái mã này đang hot nè, ngồi người ta đang bán con này nhiều nè. Lên luôn những mã này 49k size 38, mốt của nó mốt quá dài luôn. Mốt dài luôn nhá. Chị nào lấy cái này lên cho mã 49k luôn dùng nguyên size 38. Size 38 một con, con đó chị em mình không phát tiếc. Con bộ cái này là dòng ngực xịn giống như ngực xúc ấy. Con này dòng ngực xúc nè. Size 34. Size 34 nhá. 49k luôn size 34, chị nào lấy mã này lên 34 luôn dùng nguyên. 34 nhé, 38 thì Thúy Nguyễn Bá. Thúy Nguyễn Bá, như Thúy Nguyễn Bá gì nữa. Còn đơn không chị? Đánh luôn giùm em máy cá nó bỏ luôn trọng đi giùm em. Không, cái này không đâu. 34 đây. Không đánh cái này không. Hồi nãy em xe máy ta 49k. 49k. 34B là cái này là 36. Cái này là 36. Chưa chị ơi. Cái này là 36, con này lên chung mã xúc luôn dùng nguyên. 79k. Còn hai con. Hàng này là hàng 249k này. Con này là hàng 249.000. Sale nó luôn trẻ mình, con này 79.000. Áo gió có. Huyền ơi, Huyền ơi soạn dùng nguyên áo gió đi.
áo gió còn size gì, M size gì, L size, L màu gì, M màu gì cho lên luôn. Comment lên luôn chung mã này. 34B này là 36 ấy, vậy mà nói. Thì Thủy Đinh hai con này chắc đã lắm. Chị nào mà hai dùng hàng xúc ấy là chị em mình biết cái này. Thì Thủy Đinh hai cái. Lấy luôn ra bộ quan chụp. Từ từ chạy. Lấy có một đơn. Dư à? Đánh luôn giùm em thêm cái đơn này nữa chị. Đấy. Đánh luôn giùm em cái này đơn. Đánh luôn giùm em, đánh thêm trên tay á. Con này răng đi trời. Con này size 55 đổ về. Size 36 à, người ta chốt rồi chị ơi. Size 36 người ta chốt rồi. Trời ơi, con này hàng nhung găng xịt nha. Size 55 đổ về, cổ của nó liền cổ ba phân. Con này đang size 69, con này đi chị em mình 59k. 59k. Có áo len mông không chị? Cho em cái. Len mông giờ không biết còn hay không. Len mã này 59k luôn dùng em đã. Trung Thái 49k. Thái 49k. Rồi nhá. Trong xây mờ còn màu kia xây xuất luôn trên line luôn. Tại vì giờ không không dám lên một lượt. Tại vì không có hàng để trả. Xây nhỏ à? Xem mờ đó hả? Ừ. Rồi lên mã bộ luôn, dùng nguyên bộ này giờ gọi là hiếm hàng. Size 52, 55 đổ về chị em chứ ok. Còn em mã 115 luôn. Không săn ra được bộ này nữa chị em. Em mở từ nay tới Tết là không có những cái mã hàng như thế này nữa rồi. Không cần đánh số. Cái nó không cần đánh số. 59 cho chị Thu Hiền Bác. 59 cái áo hồi nãy chị Thu Hiền Bác. 110 luôn. A lộ 115 luôn. 115, chốt mã 115 luôn dùng nguyên. Comment lên này 115.000. Ai lấy mã 115 mấy ông em. 115.000 bộ này. Size này là dành cho những chị em mà 52 55 cái độ về cho em chút đẹp. Lên mã 115 dùng nguyên nhé. Hai con quần này, size 50 độ về. Tặng nó 60k hai con luôn. 60k. Size 50 độ về thôi. Ao ra vô lại xíu chị em mình á. View có 50 view khó like quá. Nha, chốt mã này. 115 chị Nam Huỳnh. Nguyên ao ra phát vô lại nhé. Có 50 view like khóc. Để lên chị em mình sale, chị em mình áo gió. Sáu mươi chị Nguyễn Thoa. Sáu mươi hai con hả? Bộ này lên mã 98. 89 luôn. 89 luôn. Bộ này lên luôn dùng bộ bộ HD này. Bộ này đẹp. Bộ này giống bộ hôm bữa mang. Không có hàng nữa chị em mà nó. 89k luôn. Chị nào lấy mã bộ lên luôn dùng bộ 89. Size này chị em mình yên tâm 60-62 vô tư. Đi rồi nhé chị Nguyễn Minh Thư. Đi rồi nhé. Chúc lên luôn dùng nguyên cái mã này là mã 89k. Và size này là size 62 đổ về. Giờ không còn những cái bộ này nữa đâu chị em mà. Màu xanh chuối nhé. Chốt lên mã bộ chuối luôn dùng nguyên đi. 89k bộ chuối. 89k bộ chuối. Mã này xe 59k. Này có cái quần nó tạ ở đây. Cái con này xịn lắm chị em mình. Hàng này chị em mình đi mua trăm mấy mới ra một cặp. Cái này khóa của nó là khóa trước nhé. Khóa trước xe 34. Khóa trước xe 34. Nguyên một cặp này đi chị em mình 59k. Xịn sò lắm chị em mình. Lên mã cặp 59. Xe 34 thôi nhá. Chị nào lấy mã này lên cặp thì chị nào đi 36 cũng mang được con này. Lên cặp luôn dùng nguyên nha. Ai lấy cặp lên cặp nhá. Cặp 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 một. Chị nào lấy cặp lên cặp luôn dùng nguyên. Hôm bữa sale cho ai rồi mà không ghi à? Xe này xe gì chị? Xe 43. 43 nhiêu ký? 43 là hơn 65 ký. 65 ký. Từ 65 đến 70 ký à? Con này hàng xịn luôn này. Hàng này là hàng 368.000 một con. 368.000. Hoàng Hoa sao đơn áo con em mãi chưa nhận được. Hoàng Hoa có đơn chứ cả. Xong cái nàng ao ra để lên chị em mình áo gió nha. Xe áo gió nha.
Cái này đi chạy mình mã 90k luôn. 90k nhá, hàng 368.000. Size từ 65 đến 68 cái là mà ok. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn cho mã là mã 90 luôn nha. 90 nhá, chị nào lấy mã 90 chốt lên mã 90 luôn dùng đi. Rồi ao ra điện lên áo gió vậy em mình nhá. Từ từ có cái hai cái áo ngực này. Còn ba cái áo ngực này lên luôn cho em mình 49k. Cho chị Nguyễn Thoa chị ạ. Hai cái quần. Size 38. 90 chị Khánh Trang. 90 Khánh Trang. Size này size 38 nhé. Size 38 hôm nay luôn chị em mình làm 49k còn 3 con. Hàng này là hàng quốc dài nâng đỡ ngực nhé. 38. Rồi ok, ao ra để nguyên lên luôn chị em mình một ít hàng nữa. Ít áo gió nè. Áo gió giờ chị em mình chốt luôn trên like chứ còn mà để tối không có soạn được. Rồi ok, tắt ra, ao ra vô lại xíu nữa chị em mình nhé.